Vâng, xin được cảm ơn những thông tin từ biên tập viên Hữu Trí. Còn trên thị trường kim loại quý thì sáng nay giá vàng trong nước đã giảm nhẹ, hiện giao dịch quanh ngưỡng đó là 67 triệu đồng mỗi lượng. Cụ thể thì giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu hiện giao dịch mua vào là 66.070.000 đồng và bán ra ở mức là 67.030.000 đồng, tức là giảm 10.000 đồng mỗi lượng so với cuối phiên ngày hôm qua. Còn vàng dòng Thăng Long đang giảm 110.000 đồng mỗi lượng so với cuối phiên ngày hôm qua, hiện được mua vào ở mức là 51.880.000 đồng và bán ra là 52.680.000 đồng mỗi lượng.